Ê, tôi thấy bộ nào cũng hợp với tôi luôn á. Chắc lúc trước tôi cũng là người thích sắm đồ đúng không? Hồi đó em còn là sinh viên, chỉ thích mua chợ đêm, không vào siêu thị. Mua đồ ở chợ đêm á hả? Chị tối nay mình đi luôn đi. Không được, tối nay anh bận rồi. Mà em chọn đồ nhanh lên đi, mình còn đi về nữa. Vô duyên, mới có điểm cộng là phải cho ngay cái điểm trừ. Anh giỡn vợ đi mua đồ cũng hối về vậy đó hả? Không, anh với vợ anh không bao giờ đi mua đồ cùng với nhau cả. Hả? Hôn nhân hai người có vấn đề hả? Chẳng có vấn đề gì hết. Vậy là anh không biết hôn nhân mình đang có vấn đề rồi. Em đừng có nói linh tinh nữa. Anh nên xem lại cách đối xử với vợ đi. Lại gì nữa? Thì mua áo đầm rồi, anh phải cho tôi mua đồ lót chứ. Sao lúc nãy không mua bên kia luôn đi? Không đẹp. Nghiêm. Đi xe máy vậy? Sao lại hỏi anh? Thì là người cũ, tôi nghĩ anh biết. Em chọn nhanh lên. Mua ở đây xong á, tôi còn phải đi mua mỹ phẩm nữa đó. Lại đi mua mỹ phẩm nữa? Chứ sao? Để 2-3 hôm nữa em hồi phục trí nhớ, mình mua sau. Không, mấy ngày rồi tôi không dưỡng da. Dạ tôi thấy ghê nè. Đau đầu á. À, tự nhiên đau đầu á. Anh đừng làm mặt vậy nữa, tôi đau đầu á. Anh nghe đây. Anh về chưa? Anh chưa. Em đang đi siêu thị này. Muốn ăn gì không em mua? Đi siêu thị à? Siêu thị nào? Siêu thị gần nhà à? Em cần mua ít giấy vệ sinh với nước giặt nên em vào siêu thị luôn. Mà sao tự dưng hôm nay lại hỏi em đi siêu thị nào làm gì đấy? Không có gì đâu. Em tới siêu thị lâu chưa? Em cũng mới vào thôi ạ. Thế muốn ăn gì để em mua nào? Ăn gì cũng được. Lại món gì cũng được à? À, hay là rau củ hầm xương nhá. Ờ, à, thế nhá. Em chọn xong chưa? Chưa xong. Em chọn tiếp đi, mà nhanh lên nhá. Tính tiền cho anh coi. Vợ chồng anh chị hạnh phúc nhỉ? Đây không phải là vợ của tôi, cũng không phải là bạn gái. À, em có nói gì đâu ạ. Tính tiền nhanh lên. Anh kéo tôi đi đâu vậy? Thả tôi ra đi, đau quá nè. Cái gì vậy? Làm gì mà như ăn trộm vậy? Người đó mà bạo lực nè, đỏ hết cái tay luôn rồi nè. Sao không trả lời? Không biết sao mà giờ anh chịu anh nổi nữa. Tập một thời gian phục vụ những nhu cầu vô bổ của cô nữa. Thôi thì thôi.
Mà các em chơi thân với nhau bao năm rồi, có cái gì mà không chia sẻ với nhau đâu. Chồng em là trụ cột của gia đình, anh mà không vững mẹ con em liêu xiêu ngay. Tôi là Nguyễn Đức Nghiêm, chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ơi, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, nhanh một giây là chậm cả đời, biết chưa? Quý ơi là quý, sao anh lại ngây thơ thế? Đừng để cái đào nó biết nhé. Cô mày trong tuổi nghiệp không bao giờ có từ không làm được. Tôi không cho phép bất kỳ một ai động vào vợ tôi đâu nhá, dù chỉ là một sợi tóc nhá. Cậu có tin là tôi báo cơ quan chức năng không? Mày bảo tao nói nhiều á? Nhục! Việc gì cũng đến tay con này. Nhục không chịu nổi. Sao? Nó dám nói như thế luôn á? Lập biên bản giải quyết vụ việc. Hả? Mùi ngoại tình. Không phải kẻ thứ ba nữa, mà nó là kẻ cướp. Anh sẽ không làm điều gì dại dột nữa. Cho dù có bất kỳ chuyện gì, anh cũng sẽ nói với em. Hai vợ chồng mình sẽ sống với nhau đến 100 tuổi, với 3 đứa con cùng 1 bầy cháu chắt. Chồng tao chỉ không yêu tao thôi, chứ làm gì đến mức mà phải giữ. Ôi dồi ôi, nếu có đi ông ấy để cho mày biết chắc. Chồng tao tao biết mà, anh Nghiêm chỉ yêu công việc thôi. Nếu mà đi thì chỉ là đi đến nơi có công việc. Thế hôm qua mày có hỏi ông ý xem là tai nạn nặng hay không? Sao lại không về kịp đám dỗ? Anh ấy bảo nặng. Thế mà không tin. Anh... Nhầm. Tin thì sao không nữa. Công việc anh ấy thế mà. Chuyện bị gọi đi làm đột xuất như cơm bữa. Đêm hôm qua ấy cũng bị gọi đi chứ mày tưởng. Đêm qua đi à? Mày làm sao đấy? Nhầm. Này. Hả? Mày nghi ngờ gì anh Nghiêm và tao đúng không? Hay cứ để anh giao hàng bằng xe máy đi, rồi né né với anh công an ra là được. Ông bị điên à? Đang từ chết dở sắp thành chết thật rồi đấy. Từ từ rồi tôi tính. Ừ, anh đã giao cuộc đời mình cho em rồi, em muốn tính sao thì tính. Ông thích tính sao thì tính không? Thôi mà, giận quá lại mất sinh bây giờ. Hay làm sao đây? À, anh giao hàng cho khách, thế là chẳng may bị quệt vào xe của khách ấy mà. Thôi anh vào thay quần áo đi, rồi ra ăn cơm luôn nhá. Mà anh nhớ đưa em đi lấy lại trí nhớ đó. Anh ra trước đi, em mang quần áo đi giặt. Ừ. Thank you.